Là một lần nữa em rất vui khi gặp được tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Lời nói đầu tiên thì em cũng không biết nói hết, em gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và yêu nhất gửi tất cả đại gia đình yêu thương của em. Chiếc sự màn hình của mình thì hôm nay bên em mới dịp về một con xe màu đỏ nhìn rất là xinh xắn và xịn sò với số tiền là 75 triệu đồng. Tên em nói là Chevrolet Spark, sản xuất đời 2008, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực, kính bấm, đồng sơn si. Thì con xe này rất là đẹp, lộng lẫy, len keng, len sben nha anh chị nha. Bản số đang đeo là 79 ở Nha Trang. Hệ thống nội thất của bên em nó thì em nó bọc một lớp ghế là màu cỏ đen rất là sạch sẽ, tắp bi, tắp luôn, rất là đẹp nha anh chị nha. Nãy zin theo xe vẫn còn, keo chỉ thì ta nói nó căng đét đẹp đẹp luôn. Đây anh chị thấy, rất là ok. Đây dàn nội thất của nó thì không thể gì bàn cãi được. Quý anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi. Chân bọng thì em nó được lên 6D nha anh chị nha. Vỏ bánh của em nó thì được cặp ga lăn đúc, nhìn rất là xinh xắn và xịn sò nha anh chị. Đó, bánh thì cũng được 70-80%, học về học viết đồ ngon lành cành đào. Đó, 75 triệu đồng thôi anh chị, sổ ngay một cái form dáng nhìn rất là xinh xắn nha anh chị nha. Đây là hệ thống cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất nha anh chị nha. Đây, giờ thấy là tắp bi tắp lô nhìn rất là đẹp ha. Đó, keo chỉ thì ta nói nó căng đét luôn, không mất một tí nào luôn. Thì những dấu hiệu nó lên con xe của mình là rin không bị cứng đụng trong xương trọng. Đây, bốn cái tắp bi là nỉ rất là đẹp nha anh chị. Hợp tì chân đi lên đi xuống nè, quý anh chị thấy không? Rất là ngon lành cành đào. Đây, nội thất bên trong thì không thể gì mà bàn cãi được. Và bây giờ mời tất cả các chú anh chị cùng theo em kiểm tra về hệ thống buồng lái em nó có những gì ha. Đây, vô lăng nè, thiết kế kiểu ba chấu, logo của Chevrolet, mặt đồng hồ rất là sáng nha anh chị nha. Đó, tay lái thì tay lái trợ lực, và em sẽ nổ máy cho anh chị xem. Xe sẽ có hỗ trợ một góc cửa từ khóa cửa tự động nha anh chị nha. Đó. Máy móc thì nổ rất là êm, mặt đồng hồ rất là sáng nha anh chị nha. Xe có hỗ trợ một màn hình camera hành trình các kiểu, tay lái trợ lực siêu nhẹ nha chị nha. Đặc biệt xịn sò, con xe này chỉ là 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Đó, tích xy lanh nó là 0.8 nha anh chị, nó 6 lít xăng. À, máy thì anh chị nghe nổ rất là ok, rất là thì thầm luôn. Đây anh chị coi nè, máy móc nổ bao em luôn đó. Bao anh chị nè, không rung, không lắc khung, không giật đó. Hộp vú bò của em nó rất là ngon lành. Đây anh chị thấy nổ rất là êm. Và đặc biệt con này là dung tích xy lanh là 0.8 thì phương xăng điện tử em nó chỉ rơi xăng tầm đâu đó là 6 lít 7 lít 100 cây số thôi. Đây, hơi hám thì anh chị cứ an tâm, bao nổ hơi luôn, đây, không có một tí hơi nào luôn. Ở chiếc sự màn hình thì quý anh chị thấy xe này thì rất là ngon lành. 75 triệu đồng thôi thì quý anh chị sẽ hôm nay con xe này đó, lấy về tập chạy, tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng đó. Anh chị nào thiện chí chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0968 22 220 để hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Một cái form dáng thì từ xe anh chị thấy hệ thống bên này là bên cánh cửa phụ nha anh chị nha. Đây là cánh cửa bên phụ, đây nó keo chỉ là tao nói nó vẫn còn căng đét luôn. Đây, bốn cái tắp bi cửa rất đẹp đó. Xe này sang tên ủy quyền các kiểu cho anh chị được nó keo chỉ là không mất một tí nào hết, riêng căng đét đẹp, đẹp luôn anh chị thấy. Bốn cái tắp bi nè rất là liền lạc luôn đó. Anh chị nào thiện chí con xe này lấy về thay thế một chiếc xe Honda che nắng che mưa là ngon lành cành đào. Đây, kẹo cột trụ B của em nó, những nút đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản, những dấu hiệu nó lên chiếc xe mình không bị vô trong xương sậu anh chị ha. Cản đầu cản đít trong quá trình sử dụng thì bắt buộc là phải có rồi, chứ không thể nào tránh khỏi được. Đây là hệ thống tắp bi cửa đằng sau. Đây chị thấy nè, bốn cái tắp bi cửa xe này rất là đẹp nha anh chị nha. Và bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng theo em kiểm tra về hệ thống dàn khoang gầm của em nó như thế nào. Chiếc xe màn hình của mình thì đây là hệ thống khoang gầm của em nó chị thấy không? Gầm bệ thì nói chung là rất khá là ok chị nha, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây chị thấy không? Gầm bệ nè, căng đét đèn đẹp luôn. Đăng kiểm của em nó thì còn tới tháng 4 năm 2024. Xe này thì anh chị đăng kiểm vẫn là 1 năm nha. Đây, form dáng đèn vọng rất sáng, sang tên ủy quyền cho anh chị đều ok. Và bây giờ mời anh chị đến với em hệ thống dàn khoang gầm ở bên tài coi em nó như thế nào nhé. Đây là hệ thống dàn gầm ở bên tài. Đây, anh chị thấy nè, gầm rất là vàng, vàng ươm luôn. Đó, 75 triệu đồng thôi thì quý anh chị sẽ sở hữu ngay một chiếc xe này. Đó, anh chị nào đúng chân, đúng tay, đúng cầu, đúng nhịp thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0768 22 220 để hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên của chú anh chị đã đến với kênh của em, thì chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại chị một video sau.